Vâng, cảm ơn các bạn đã tín nhiệm và theo dõi các cái sản phẩm bất động sản trên kênh YouTube của tôi. Thì hôm nay để đáp ứng cái yêu cầu của rất nhiều bạn hỏi về biệt thự hoặc là cái liền kề ở khu vực Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái có thể nói là siêu phẩm. Nó thuộc gọi là nhà liền kề, tức là phân lô và đã xây rồi đấy, hoàn chỉnh hoàn thiện rồi, nội thất rất tuyệt vời đấy. Thì nó rất hay một chỗ là nó kề ngay bên biển đấy, cách biển thì khoảng 500 mét thôi. Thì đây là một ngôi nhà trên đường 7,5 mét, có lề 4 mét, thì có trục thông với đường Nguyễn Sinh Sắc là cái trục chính của quận Liên Chiểu đấy, gần ngay ủy ban dân quận đấy. Khu dân trí thì rất cao, có thể nói là đối diện với trung tâm hành chính quận, và các cái tiện ích thì đây nó gọi là tiện ích của khu liền kề, nó ngay sau khu shop house các bạn nhé. Đấy, còn căn nhà thì được xây trên diện tích là đất là 100 mét đấy, thì đã hướng tây nam và có công năng, tức là đã xây 3 tầng, có sân đỗ xe, phòng khách, bếp, rồi 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt. Mà trong khi đó rất tuyệt vời chỗ là giá chưa đầy 7 tỷ, chỉ 6 tỷ 950. Các bạn hãy liên lạc ngay với tôi để được gặp xem nhà nội thất như ở trong hình và thương lượng trực tiếp với chính chủ. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến cái sản phẩm này, và hãy chia sẻ cho nhiều người khác cùng quan tâm một cái sản phẩm hot on hot, giá vô cùng hấp dẫn. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chú ý theo dõi của quý vị các bạn, và xin quý vị các bạn đừng quên chia sẻ những thông tin hữu ích của video clip này đến những người khác cùng quan tâm, cũng như đừng quên đăng ký kênh và bật ở chế độ bật chuông để thường xuyên nhận được các cái thông tin mới nhất trên kênh YouTube của tôi.